Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu quần bikini cho bé Mặt trước có trang trí ba hoa nhỏ Phần thắt lưng thì có làm dây luồng để điều chỉnh vừa với phần eo của bé Còn ở phần ống chân thì mình có viền bo lại Viền bo lại ở cái phần mông này để cho cái phần này nó ôm sát vào mông của bé Đây, mẫu quần bikini như thế này Thì dụng cụ mình gồm có Lê miêu cô tông Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng nhiều loại sợi khác nhau để móc cái phần quần này nha mình dùng màu xanh để móc phần thân và màu cam dùng để móc viền và trang trí. Kim móc mình sử dụng kim móc 3.0 mm. Và kéo các len. Bây giờ mình sẽ dùng màu xanh để móc cái phần thân trước. Thì ở cái mẫu quần này mình sẽ bắt đầu móc cái phần đũng quần trước. Ta sẽ bắt đầu móc ở cái phần giữa mông này. Sau đó móc luồn ra phía trước. Đến đây thì ta sẽ móc cái phần thắt lưng ở đây. Đây, móc từ đây ra phía trước. Đến đây thì sẽ móc cái phần thắt lưng Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Từ nút này móc lên cho mình một sợi dây móc xích Bằng với bề ngang của mông bé Một Hai Ba Bốn Năm ở đây mình đã móc lên được 35 mũi móc xích tương ứng với bề ngang của phần mông bé nè. Từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3 Chân móc thứ 35 và chân móc kế bên này, hai chân móc này ta sẽ chụm lại thành một chân. Các bạn lấy len, đâm kim vào chân thứ 35, kéo len, sau đó kéo qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào chân kế bên, móc và kéo len qua chân móc. Móc và kéo len qua hai chân móc trên kim khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim như vậy là ta đã chụm được hai mũi này thành một mũi ở phía trên tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn chân móc kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc các bạn móc cho mình cho đến đầu dây bên này ta sẽ chừa ra hai mũi móc móc đến chân móc thứ ba nha mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc được đến cuối hàng thì hai chân móc cuối cùng này ta sẽ chụm lại thành một chân tương tự như cái điểm đầu tiên cũng lấy lên và đâm kim vào chân kế bên kéo lên kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy lên đâm kim vào chân cuối cùng kéo lên kéo qua hai chân móc trên kim để trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là ở đây mình cũng giảm được một mũi móc tương tự như cái điểm này nè. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tiếp theo này ta sẽ bỏ qua cái chân móc đầu tiên này, móc vào chân móc kế bên á, bỏ chân này và móc vào chân kế bên này một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn, chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại đầu bên này các bạn cũng chưa ra cho mình hai mũi móc ở đây nha móc đến chân móc thứ ba mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng thì hai chân móc cuối cùng này ta sẽ chụm lại thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc kéo lên, tiếp tục lấy len đâm kim vào chân cuối cùng, kéo lên, kéo qua hai chân móc trên kim, để trên kim được ba mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là hàng móc này ta cũng giảm được một mũi móc ở đầu và cuối hàng móc. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo này ta sẽ móc tương tự như cái hàng móc phía trên này, cũng bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. làm tương tự cho các chân móc còn lại đầu dây bên này cũng chưa ra hai mũi móc để chụm lại hai mũi này nha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc hai chân móc cuối cùng này ta cũng sẽ chụm lại thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc Khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là mình vừa hoàn tất được 3 hàng móc, giảm ở đầu và cuối hàng móc. Đây, 3 hàng móc. Bây giờ mình sẽ móc tiếp các cái hàng móc tiếp theo. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Thì ở hàng móc tiếp theo này ta cũng sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên. Còn chân móc thứ hai và thứ ba, hai chân móc này ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân các bạn lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. chân kế bên sẽ móc một mũi kép đơn vào chân móc này như vậy là ở hàng móc này bốn chân móc phía trên ta đã chụm lại được hai chân móc phía dưới tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại. Các bạn cũng chưa ra cho mình bốn mũi móc ở đây. Móc đến chân móc thứ năm nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở bốn chân móc này các bạn sẽ chụm lại cho mình thành hai chân móc tương tự như đầu dây bên này. Hai chân móc này sẽ chụm lại thành một chân và hai chân cuối cùng sẽ chụm lại thành một chân cũng lấy len và đâm kim cho mình vào hai chân kế bên này để trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua ba chân móc tiếp tục hai chân móc cuối cùng cũng chậm lại thành một chân cũng lấy len lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim thì bốn mũi móc phía dưới ta cũng chậm lại được thành hai mũi phía trên nè tương tự như đầu dây bên này tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại Hàng móc tiếp theo này ta sẽ làm tương tự như hàng móc ở phía trên, cũng bỏ qua chân đầu tiên, hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân, cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim, tiếp tục chân kế bên một mũi kép đơn. Thì ta cũng chụm được bốn mũi móc ở phía dưới thành hai mũi phía trên. Chân kế tiếp sẽ móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ở đầu bên này cũng chưa ra 4 mũi móc để chụm lại thành hai chân móc nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Bốn chân móc cuối cùng này sẽ chụm lại thành hai chân móc tương tự như hàng phía trên, cũng chụm lại hai chân móc liên tiếp thành một chân. Ta lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc kế bên. Để trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Tiếp tục hai chân móc cuối cùng sẽ chụm lại thành một chân. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Thì hàng móc này ta cũng giảm được bốn mũi móc, hai mũi ở đầu và hai mũi ở cuối. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tiếp theo này cũng làm tương tự như hai hàng móc ở phía trên. Sau đó các bạn cũng móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa, tương tự như hàng móc mà mình vừa móc, cũng giảm hai mũi ở đầu và cuối hàng móc. Móc cho mình cho đến khi ta được cái độ rộng này che được cái phần đũng của bé Cũng làm tương tự như hàng móc phía trên Bỏ qua chân móc đầu tiên Và hai chân móc kế bên này sẽ chụm lại thành một chân Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim Móc tiếp tục vào chân kế bên một mũi kép đơn Và làm tương tự cho các chân móc còn lại bốn chân móc cuối cùng này cũng chụm lại thành hai chân móc ở phía trên Thì ở đây mình đã móc lên thêm được 5 hàng móc, giảm 2 mũi ở đầu hàng móc và cuối hàng móc như thế này. Thì ở hàng móc cuối cùng này ta sẽ có cái độ rộng của hàng móc này. Đây, độ rộng của hàng móc này sẽ vừa đủ để che cái phần đũng quần của bé. Bây giờ mình sẽ móc tiếp tục các cái hàng móc để mình lên cái phần thân trước. Đây. Ở đây móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì các hàng móc này mình sẽ tiến hành không giảm mũi nữa. Các bạn móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng. Và hàng móc này mình sẽ không giảm mũi mà cũng không tăng mũi nha. mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì ta được cái độ rộng của phần đũng quần nè tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo này sẽ làm tương tự mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân đầu tiên móc một mũi kép đơn chân kế bên móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Thì đây sẽ là mặt sau của mẫu quần bikini nè. Đây. Các bạn tiếp tục móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc. Khi ta chập lại thì ta sẽ được cái độ dài của cái phần này nè, che đi cái phần đũng của bé nè. Đó, móc tiếp cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Quay ngược đầu móc lại và móc vào mỗi chân móc, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, sau đó làm thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự. Sau khi móc được 5 hàng móc đều nhau không thêm mũi hoặc giảm mũi thì cái phần này sẽ là cái phần đũng nè. Khi các bạn gặp cái phần này vào cái thân sau của quần á, đây, gặp lại như thế này thì ta sẽ có cái độ dài của cái phần này che được cái phần đũng của bé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thêm mũi ở các hàng móc tiếp theo. Các bạn móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng một chân móc, các chân móc kế tiếp mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc các bạn cứ móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cái chân móc cuối cùng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Thì khi móc đến cuối hàng ở chân móc cuối cùng này ta sẽ tiến hành thêm một mũi ở đây, tức là ở đây ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. Móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Như vậy là ở hàng móc này mình đã thêm được hai mũi móc ở đầu và cuối hàng móc. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hàng móc tiếp theo này sẽ làm tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc, cũng thêm cho mình một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Các chân móc tiếp theo, mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng, tương tự như cái hàng mà mình vừa móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến chân móc cuối cùng thì ở chân móc này ta cũng thêm một mũi móc tương tự như cái hàng ở phía dưới. Móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc. như vậy là hàng móc này ta cũng thêm được hai mũi móc ở đầu và cuối hàng móc nè tiếp tục các cái hàng móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc cũng thêm cho mình một mũi ở đầu và cuối hàng móc móc cho mình cho đến khi ta đạt được cái độ dài của cái phần phía sau nè cái phần đũng quần á cũng móc tương tự như cái hàng móc này thì sau khi móc thêm được các cái hàng móc thêm mũi thêm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc thì ta được một phần thân ở đũng của quần bikini như thế này đây bây giờ tiếp tục mình sẽ nối hai đầu lại với nhau đây ta nối hai đầu lại với nhau sau đó móc lên cái phần lưng quần nè từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì ở hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc mà mình vừa móc cũng thêm cho mình vào chân móc đầu tiên này hai mũi kép đơn cùng một chân móc các cái chân móc kế tiếp mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc các bạn cứ móc cho mình cho đến cái chân móc cuối cùng nha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến cái chân móc cuối cùng thì móc vào chân móc cuối cùng này hai mũi kép đơn cùng một chân móc thì hàng móc này mình cũng thêm được hai mũi móc tương tự nè hai mũi móc ở đầu và cuối từ đây móc lên cho mình một sợi dây móc xích dài 13 mũi móc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13 khi móc được 13 mũi móc xích liên tiếp tiếp tục các bạn móc cho mình vào cái đầu dây bên này ta lấy len sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc bên này đây Tâm kim vào chân đầu tiên này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc sau đó các chân móc kế tiếp mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc làm tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc ở bên cạnh mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nè đây mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì mình đã tạo được một phần ống ở đây nè đây độ rộng của phần ống như thế này làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc cuối cùng này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng này cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc cuối cùng này. Móc vào đây hai mũi kép đơn. Thì cái hàng móc này mình cũng thêm được hai mũi móc ở đầu và cuối hàng móc nè, tương tự như cái hàng móc mình vừa móc. Bây giờ mình sẽ nối với cái đầu dây bên này. Thì từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích dài 12 mũi móc, khác với cái sợi dây bên này là 13 mũi móc. Thì ở đây mình sẽ móc lên 12 mũi nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Khi móc được 12 mũi móc xích thì mình sẽ tiến hành nối hai đầu lại để tạo ra một cái phần ống chân tương tự. Các bạn móc cho mình vào chân móc đầu tiên của hàng móc bên này một mũi dời. Móc vào đây một mũi dời. Như vậy là mình cũng tạo ra được một phần ống chân tương tự nè. Ở cái đoạn này mình có cái mũi dời nè Thì cái chân móc của cái mũi dời này sẽ là cái chân thứ 13 nha Tương tự như cái phần ống chân ở phía bên này Từ đây tiếp tục móc lên hai mũi móc xích Như vậy là mình vừa hoàn thành xong được cái phần đũng quần ở phía dưới nè Đây, cái phần đũng như thế này chia hai ống chân ra Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc các cái hàng móc ở phía trên để tạo cái phần thắt lưng móc cho mình vào chân móc đầu tiên, chân móc đầu tiên là chân móc vừa móc mũi dời á, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc này. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì khi móc đến cuối hàng thì ở 13 mũi móc xích này các bạn cũng móc cho mình vào mỗi chân móc, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì đây sẽ là chân móc đầu tiên của cái hàng móc xích này nè. Đây Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc này. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi được 13 mũi kép đơn thì tiếp tục móc cho mình vào các chân móc của cái hàng móc bên này. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tiếp cho mình tương tự các cái chân móc còn lại cho đến đầu bên này thì ở đây các bạn cũng làm tương tự cho mình cái dây móc xích 12 mũi này, tương tự như dây móc xích 13 mũi bên cạnh. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. khi móc được 12 mũi kép đơn liên tiếp nè ở đây ta có một cái chân móc của mũi dời nè nếu các bạn móc một mũi dời vào cái chân móc đầu tiên của hàng móc này để kết thúc hàng đây móc một mũi dời vào đây kết thúc hàng thì nó có cái lỗ hở ở đây nè bây giờ mình sẽ móc vào cái chân móc của cái mũi dời này luôn các bạn móc cho mình vào đây một mũi kép đơn sau đó móc một mũi dời vào chân móc đầu tiên của vòng móc này móc lên hai mũi móc xích thì ở đây mình có được 13 mũi móc nè. Đây, móc luôn cả cái chân móc mũi dời này thì cái số mũi móc này sẽ bằng với cái số mũi móc của cái phần thân ở bên này. Đây, 13 mũi móc. Đây sẽ là cái độ rộng của phần thắt lưng nè. Tiếp tục mình sẽ móc thêm các cái hàng móc tiếp theo để tạo độ rộng cho phần thắt lưng. Móc cho mình vào chân móc đầu tiên là chân móc mình vừa móc mũi dời á, móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục móc vào chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Và chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Tương tự cho các chân móc còn lại, sau đó các bạn cũng móc cho mình thêm các cái hàng móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến khi ta được cái độ rộng của phần thắt lưng này. Đây, móc thêm cho mình tầm 3 đến 4 hàng nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. thì ở đây mình đã móc lên được ba hàng móc đều nhau và không thêm mũi nè tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len như vậy là mình vừa hoàn thành được một form quần bikini như thế này mặt trước sẽ nhỏ hơn mặt sau nè bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại ở phần thắt lưng và viền bo lại ở phần ống chân để cái phần này nó bo ôm sát vào vòng mông của bé nha ở sợi dây màu cam này các bạn tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Đây, khi tạo được một nút ở đây, tiếp tục các bạn đâm kim cho mình vào chân móc mũi dời cuối cùng của cái phần thân quần á. Đây, đâm kim cho mình vào chân móc mũi dời cuối cùng. Sau đó kéo cái chân móc mà mình vừa tạo á, kéo nút mình vừa tạo qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc phía dưới, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Thì khi móc ta cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Tiếp tục móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Và cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng này. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của hàng móc này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Như vậy là mình đã viền được cái phần thắt lưng ở đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục viền cái phần ống chân để tạo cái độ bo, bo lại ôm sát vào mông của bé nha. Ở cái hàng móc 13 mũi này nè, các bạn đâm kim cho mình vào một chân móc bất kỳ. Ta đưa sợi len màu kem ra phía sau mũi móc thì thông thường ta sẽ móc vào các cái chân móc các cái chân móc của mũi móc nè thì ở đây mình không móc vào các cái chân móc mà mình móc vào khoảng cách giữa hai thân chân móc nha đây móc vào khoảng cách giữa hai thân chân móc này nè hoặc là các bạn cũng có thể móc vào chân móc cũng được nha đâm kim cho mình vào chính giữa hai thân chân móc sau đó kéo sợi len qua móc lên một mũi móc xích và móc vào khoảng cách kế bên của hai thân chân móc này nè móc vào đây cho mình một mũi móc đơn móc tiếp vào khoảng cách tiếp theo của hai chân móc kế tiếp nè đây, khoảng cách này móc tiếp một mũi móc đơn. Thì khi móc cũng dấu cho mình sẽ lên thừa vào trong mũi móc nha. Cứ móc tương tự cho mình vào khoảng cách giữa hai thân chân móc nha. Móc tương tự cho đến cái chân móc mà mình bắt đầu để móc cái phần ống chân á. Thì mình tạo được các cái mũi móc đơn vào giữa khoảng cách của hai thân chân móc nè. Cứ làm tương tự cho mình vào các khoảng trống còn lại. Khi móc đến cái khoảng cách cuối cùng của hai thân chân móc thì tiếp tục móc cho mình vào các cái chân móc của cái phần đũng quần nha. Móc cho mình vào cái chân móc của cái hàng móc này nè. Đây. Móc vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Tiếp tục chân móc kế bên của cái hàng móc tiếp theo nè. Đây, móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Đây, thì ở mỗi chân móc ta sẽ có hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc nè tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của cái hàng phía trên này, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc tương tự. Sau khi móc được 3 chân móc, mỗi chân móc ta móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc thì cái chân móc thứ tư của cái hàng tiếp theo này sẽ móc cho mình vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào chân kế tiếp của cái hàng móc tiếp theo này, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc. thì mình được một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc nè đây tiếp tục các bạn cứ móc xen kẽ cho mình chân kế tiếp sẽ là một mũi móc đơn vào chân móc này đây một mũi móc đơn sau đó chân bên cạnh sẽ là hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc ta được thêm một cụm nè các bạn làm tương tự cho các chiếc chân móc còn lại cũng móc xen kẽ cho mình một mũi móc đơn vào chân móc này và tiếp tục chân móc kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Khi móc được 3 cụm xen kẽ với nhau, một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc, ta được 3 cụm như thế này thì tiếp tục móc vào cho mình cái phần đũng ở đây nè, cái phần đũng có các cái hàng móc đều nhau á. Móc tiếp cho mình vào cái chân móc đầu tiên này. Đây, thẳng hàng như thế này thì móc tiếp cho mình vào đây một mũi móc đơn. Sau đó chân móc bên cạnh sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Ta được bốn cụm chân móc xen kẽ với nhau như thế này. Tiếp tục ở các chân móc kế tiếp ta sẽ không móc xen kẽ nữa. mà các bạn móc cho mình vào mỗi chân móc, móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân kế tiếp cũng móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Chân kế bên cũng móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Thì cái phần ống chân này nè, ở mặt sau đây là ở mặt sau nè, ta sẽ có cái độ bo lại để ôm sát vòng mông của bé. Các bạn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Thì cái phần này sẽ là mặt trước của quần bikini nha. Đây sẽ là mặt trước nè. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc cho mình vào cái phần thân của thắt lưng này nè. Đây, móc cho mình vào cái khoảng chính giữa của hai thân chân móc á. Đây, móc vào cái khoảng chính giữa này của cái thân chân móc này một mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào cái khoảng cách giữa hai thân chân móc kế tiếp một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho các cái khoảng cách còn lại. Mỗi khoảng cách giữa hai thân chân móc sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Khi móc đến cuối hàng thì móc vào cái chân móc đầu tiên bên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc như vậy là phần ống chân của mình nó đã nhỏ lại và ở mặt sau của quần bikini á nó sẽ có cái độ bo lại đây bo cúp lại để ôm sát vào mông của bé các bạn cũng viền tương tự cho mình cho cái phần ống chân còn lại cũng bo cho mình ở cái phần phía sau mông nha Sau khi viền bo lại cái phần ống chân còn lại và giấu len thừa vào trong mũi móc thì ở mặt trước mình có móc ba cái hoa để trang trí cho phần mặt trước của quần bikini nè. Thì cái mẫu hoa này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước, mình có để link ở phần mô tả các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Còn ở phần thắt lưng phía trên này, các bạn sẽ móc cho mình một sợi dây móc xích dài vừa đủ để mình cột vào điều chỉnh với phần eo của bé. Đây, các bạn sẽ luồn cho mình xen kẽ các cái mũi móc như thế này. mình sẽ thắt dây lại ở mặt trước của quần bikini để điều chỉnh ở đây nè và khi ta viền cái phần ống của quần lại viền bo lại ở cái phần mông này nè để cho cái phần mông này nó tạo cái độ cúp thì cái độ cúp này nó sẽ giúp cho ôm sát cái vòng mông của bé hơn nha đây như vậy là mình đã hoàn tất được một mẫu quần bikini xinh xắn cho bé như thế này chúc các bạn thành công